xin chào cả nhà buổi sáng. Chào cả nhà. Hiện tại bây giờ là 9 giờ sáng nha cả nhà. Hôm nay anh Nguyễn đã có một chút thời gian để trở lại với cái chòi của mình rồi. Con cá tra bữa hôm làm bà con ủng hộ quá rồi, bữa nay mình tiếp tục đi. Nhờ Nguyễn hỗ trợ coi. Bắt nhiều nhiều một chút nữa đi. Không đủ khô cho khách hàng này. Bắt gần hết hầm luôn được không? Hết hầm luôn. Xuống một bạn. Rồi đi bên kia không? Đây là bạn. Hôm nay anh Nguyễn sẽ sử dụng cái chài bự của mình. Cái góc nằm đây có mướt già nha. Ở đâu không? Sao? Cái chéo này có mướt già, mùng gương phải ra đó. Không có xài đó. Ở qua góc chạm á. Chỗ đây đâu coi. Nhẹ nhẹ đó, không sao, tăng cường. 32 cái mục đó là lương hết luôn hả? Bên kia cái lương bự, bên đây là lương nhỏ. Mùng nước này có nhiêu lương là đổ mùng bự này phải không? Mùng bự là lương nhỏ. Rồi ba đi theo họ, ba lấy thành quả. Cái thao đó chắc không đủ, phải lấy cái bao á. Cái thọt bự á. Mở đầu chương trình kéo khá ngày hôm nay thì rằng xin chúc ông bà cô chú một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Rồi bữa nay coi cái bàn tay sát cá của anh Nguyễn sẽ bắt được bao nhiêu con cá tra với ao của mình. Ủa ba, anh Nguyễn sẽ ớt cái này, ớt đi đâu? Đi dưới mình ở bên kia. Đi vòng ở đây. Anh Nguyễn nấu kêu rồi. Thấy út mà. Dậy lên. Rồi lặn rồi. Đi đâu có tới. Lội không, hồi nãy phải đưa ốc hoa cho anh Nguyễn bận ha. Hay mình lấy cái áo phao cho ổng ba. Được không? Hỏi anh coi lấy không? Ba xuống luôn hả? Ngày hôm nay ảnh làm mà không có thời gian rảnh luôn đó cả nhà. Hôm qua tới nay là hàng gọi điện cho ảnh là gọi đâu cả 2-3 cuộc luôn mà ảnh không hề đụng tới điện thoại, ảnh đâu có hay đâu. Nên là sáng nay đưa bé Tôm đi học rồi đi ngang vườn gặp ảnh rồi kêu ảnh nhờ ảnh đó. Chưa sao ơi, từ từ sao ơi. Sát mé nhốt. Ừ. Ta chạy sát mé. Xuống đâu coi. Chuyện cắt. Nó dữ lắm rồi. Nó dạt qua cái lục bình dày bự bự quá. Chạy dạt mé này nãy dữ lắm rồi. Mét. Mét rồi. Lắm.
làm gì cũng ba bốn con chứ không có ở dưới. Chạy đậu cái thao đó không đủ đựng. Cái này mới hy vọng kiếm cá khủng rồi. Khủng nhóc. Nhóc à hả? Hôm bữa khủng nhất là có 4 kg. Có rồi, không biết mấy con đây. Sao không có điểm đụng mà. Ủa bữa mấy cái đầu cá về làm món gì này? Kho mắm. Kho mắm hả? Rồi bạn cho kho mắm liền trời. Chắc ba con quá lên bờ đó. Tâm thằng à, bạn Nguyễn, bạn Nguyễn. Thằng cà rô. Ồ, cà rô biết nói chuyện này. Sao, sao, sao. Để mà đưa cái vũi đi. Cái này mở lên chứ. Mình hòa lên chứ. Trời ơi. Quá trời đó. Để chạy rồi. Rồi. Để chạy rồi. Cho lên cho luôn. Cho nó quậy ra cái thằng kéo. Ủa chạy chạy chạy. Nó khủng không á. Lên. Cái lúc. Trời ơi, rớt ra không con mày. Tét rồi đó, tét rồi. À, thấy chưa? Hay quá, hay quá. Trời ơi. Thôi thôi mình bắt nó vô thôi. Chứ đang con cho bá nó nè. Cho ra đi. Ê nó lên. Lên 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 này giúp. Cái đây. Đây, 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 đây. Nó chỗ tiêu anh con hả? Chết gan con. Từ từ nghe. Cá khó cối thường. Có cái chài về dễ ăn hơn cái lưới ha. Cái lưới nó trúng. Mà đi vô cái tay vô chạy nó không đâm ta. Nó đây đâm nhẹ. Nó bị đâm nhẹ heo tưởng đâu con tính là cái chuyện con hay con mà. Giống như hồi lần con cá mà 6 kg bên ao Lục Bình đó Nguyễn nó có đâu đâm mạnh đâu. Anh dở lên mới thấy. Không, nó tới cuối cùng nó mới đâm. Bao nhiêu con rồi? Ồ, cá này bự hơn cá bữa lắm. Chắc bỏ hơi đại ngoài luôn đi, đừng vô thao cũng không đâu có hết. Chứ phải như cái linh bản mẫu vậy. Để đây. Chết quá. Thì sao mà nó văng ra được con kia ta? Chỗ chạy. Mày ơi, cái vô. Cái dắt chạy luôn á. Cái vô. Cái gì nữa? Ở đây được con nè, ba con. Ba con hả? Ừ. Ừ, cái vô nha. Đó dính con chút nè. Cái vô chụp hóa lên. Rồi chạy đẻ dễ cái đầu gối vậy. Ôi, dính đi ghê quá hả. Nhông ngoài hay vậy? Lấy cái sọt mới được. Diễm ơi, đừng có dãy nữa coi. Bỏ đại ngoài đi. Cho nằm ngoài đi. Bỏ cái vô vô thao thôi. 2, 3. Chút đang cầm con là 4, 6 con. 5, 6 con. 6 con. Rớt gan con là 7 con. Cái đường nó bự đâu rồi. Đắp lên thôi. Đi chài ngoài thiên nhiên dính như con mình thấy cảnh dính chắc lắm, yên tâm đi, dính một tay gỡ không có được. Ôi sát méo quá Nguyễn, nguy hiểm quá vậy. Thôi cái vô đó thả lại đi bạn ơi, cái vô thả lại ao nữa, cá nó nhỏ cái muốn cá nó ướt vậy. Cái nhành nó tiếng lặn nè. Gỡ gì? Gỡ chài, cái răng nó xúc ngựa. Đi hai tay gỡ không được. Cái răng nó xúc ngựa mà. Ê, đừng khéo khéo không sao. Nó giật cái bộ chài chài á. Cứng bà cứu. Cá bự hơn cá bữa không? Bự hơn cá trong lưới nhiều.
con này thấy hơn mấy cái. Rồi rồi được. Rồi. Con này hả? Cái này nằm trạng 3 kg. Con này trên ngon mà bán. Cái rô này mới ngon nè. Ôi giời, cái rô cũng tròn. Có lầm nữa không? Dịch nát cái trời. Ủa? Nãy rồi kẹt nãy rồi. Rồi giữ giữ sao trời. Cái rô này cũng ốm quá à, hả rồi đi. Được con chơi. Con này à. Hả con cái ốm lại đi ba. Tại không thẳng cái này nó còn dày, dày dày nè. Con đỡ nè, gặp cái mình kẹt thưa nè. Nó đẩy cái bánh luôn. Nó xỉu, nó bắt con khác ăn. Còn đây còn nè. Nữa kiểu ơi. Còn cái đường. Chưa chưa để cho giải. Nó đủ mồi để nó mập thả lên. Thả xuống hết vô dưới nữa. Cái chuối, cầm cái chuối. Đó, trời ơi kìa. Trời ơi, nặng cặp nè. Đó. Đó, 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 đó. Nó mập. Nó bự hay nhỏ gì cũng được ở nhà, nhưng mà vấn đề là nó phải tròn, phải mập. Ê! Sao dữ vậy? Đậu quay lên nè. Trời ơi. Dài đầu tiên này cái này. Không phải được. Lọt đi để họ nó lọt xong chơi rồi. Vậy chứ lọt xong lỡ phà phà đó. Cái sọt hay cái bao gì cũng được không? Cá nó ú ghê ha. Đó mới đem vô cá nó ú đó. Được rồi, lâm ngọn nữa quá. Anh Nguyễn, anh liếc hai cái gô như lắm rồi. Nó bọt cái cây cho mày nè. Cái gô là được. Anh Nguyễn anh đầu mùa tới cuối mùa cái vàng giới như này nọ là anh không bao giờ đi săn bắt gì, không bao giờ anh lấy cái gì chứ chỉ cái rô thôi. Tí xíu một chút lấy gì bán mất tiêu rồi lấy gì điểm. Thôi kệ có hai con Út ăn cho đủ ăn đi chứ nhà em ăn không đủ. Chưa chắc một trời nữa khi cái tục thì sao. Thế mình làm mà. Đây nè, bây giờ một người đi qua đó, một người chịu đựng chỗ này phải không? Tôi lội nó vòng đây, thì đạp nó ra. Không có, giờ để rút chỗ đó trời rồi đó. Rút vô chỗ sao không lội đâu chừng á. Về sao qua chỗ cái bồn bồn rắn á. Ha. Có cái đạp kiểu vậy đây ha. Cái ông Tứ một hồi chịu khó lánh rách sát mé đi bờ, sát bờ nha. Bây giờ cho sâu sâu chứ em đứng cho đem chịu. Chứ tôi thấy xin giữa ra tôi đi nó mỏi. Đây nè, một đứng cho. Một người đứng chịu chỗ này, một người qua cái sát mé lục bình đó đó. Đúng rồi. Cái miếng chài phải sát bờ đất bánh. Có hồi hà mình đi bển không xong hồi đi qua không còn con cá thôi nè không ba vậy nhảy xuống kinh hết trơn không nắng này chắc nhảy qua cái bao hay gì bỏ vô đi thằng ha chậm chậm chút đi. Cái bao bỏ vô cái thao thì thiên nhà gì để đục bụi đất ra vô mắt luôn chiếc này anh Nguyễn chiếc này trên lớn luôn lấy Sài Gòn cho cá luôn. Ê ba ơi nó sát mé quá rồi. Để cho bao đi kéo. Trời ơi, này một tay nắm giật cái này. Đây, nắm một bên cho nó bung cái bao kia. Để con nhìn thử nắm giật. Có gì đó rồi. Lên xe. Lên xe. Rồi, sao ơi? Sao đẩy vào đó nha. Rồi sao đi xuống cái chỗ cái bồn lương bồn rắn nha. Rồi. Này giống thấy cảnh này. Cá quá con nào nó thích biết. Cho nó bớt cá ra đi cả nhà ơi, chứ mình thả cá ấy xuống nó ăn. Cá bự nhà cá con chứ. Mọi người đang tiên đoán là cá nó rút vô cái cục lục bình bụi này nè cả nhà, cho nên mình đang kéo chạy trong đây.
Ủa gì ghê vậy ba? Được không? Dính không? Thế dạ? Út bắt dính luôn rồi. Dính vừa chạy bắt luôn nè. Đâu rồi, đâu rồi? Tới rồi kìa. Buông chưa? Buông chưa mẹ? Sao Út bắt được hay vậy? Dính là xác rồi mấy đất. Hết mấy nó khôn ăn trốn rồi. Nhất con à. Có. Ây da. Đẩy xe ngồi này sao ơi. Dưới ruột nó không ngửi một cái dám sinh luôn á. Cá hả bà? Nó đầm á. Đi xuống nước mà nó đụng mình một cái là mất thở luôn á. Anh Nguyễn kêu ba đẩy xe gùa qua bển kìa. Cái này được con cá tra cái nè. Cá nhỏ anh Nguyễn thả lại luôn. Được mấy con không? Cái gì? Không có cá cha nào chưa ba ơi. Không có con nào chưa á. Có một con mà nhỏ của anh Nguyễn hả luôn rồi. Lấy cái gì cái hao ra cho anh Nguyễn đựng cái gô à. Với con cá cha nãy Út bắt nữa. Đi trời. Tổng nghĩ thành thành như không dính. Sau chài thứ hai đó không được thành công. Ở nhà thấy cá trong ao đó nhưng mà cũng đâu phải là đơn giản đâu cả nhà. Bữa nay nước rút ghê luôn.
dài này có được con cá gô nào không? 5-6 con. Mà cá mập hay cá ốm? Mập thôi. Mình chờ đợi kết quả chạy thứ ba. Chạy số 4. Đó, mới thấy con rồi. Dễ mạnh chạy vậy, bao bao luôn rồi. Mọi người nghĩ là nó rút vô đây. Mà tại sao hồi nãy mình kéo cái chạy nó không dính mà sao ta kỹ ta? Vậy anh Nguyễn nó xuyên vô lục bình luôn. Anh lấy được chưa? Vô rồi. Vô quẩy sao đây? Quẩy nãy giờ anh ơi. Đó, vậy đó. Chạy xuống cái cột cái muốn trắng động cái trời luôn á, hên cột xi măng à. Chiếc này vô rồi. Chiếc này vô rồi. Chiếc này chị vô rồi. Hả? Chiếc này cái chị vô rồi. Xuống luôn xuống luôn xuống. Ấy. Dạ. Chúng ai vậy? Chị nào? Khách nào? Rồi chấp đi. Chấp đi. Cái này lộm ai? Lộm. Cái này lộm ai? Dưới vô giò tôi. Chả ra kéo vô đây luôn á. Hả? Chả ra đây kéo vô 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 cái này. Cái gì mà nó một xíu bắt được rồi. Dưới nước nó mạnh trời. Đè nó bạch chảy một cái ù. Mạnh. Trời ơi, do đó thả rồi kìa. Rồi, như vụ rồi. Ba. Chắn mấy con bên đây nó có mấy con nhỏ quá, thả con cá bành kia vậy sao nó ăn được? Mấy cái ăn được chứ hả? Nuốt được chứ. Thấy cái đầu nó vậy đó, chứ nó nuốt bụng ra, thì dạ nha. Chỗ đó một có cây nữa hả? Động nó vô cái góc rồi do nhúc bảnh nó quậy đụng đụng bảnh nó ơi, cái này ốp vô đó lụm đó. Rồi. Cái này. Có đang mạnh lắm mà ta. Sao nó quậy dữ lắm mà. Kỳ ta, cái chạy mình có lũng không Nguyễn? Lũng trầm lâm chứ nghe. Đi lại đây nè. Đi cái này nè. Qua cái này. Hết cá rồi. Dễ gì hết. Nó chạy đùng đùng. Trời ơi. Cái vô. Trời ơi. Bên đây nè, cái này nè, cái đi dưới đây. Cái này nè, cái vô nó ú rồi. Qua cái này nè. Thằng nó
Con nó chạy ra dữ lắm mà sao. Cặp này nó quậy bên cái mép vô giống đùng đùng quá. Thì rút trở lại cái đường cũ, đường đầu tiên. Nó ọc coi kìa. Nó ọc giống như là cái gì vậy đó anh Nguyễn, mà nó không vô chài. Cá quá khôn. Có cá chạy, có cá. Cá chép mà xuống kìa ta anh. Không có chép nó quợn hay không có chuối. Ba chuẩn bị xe rùa qua lấy cá rồi, chắc cỡ chọc con lúc nãy. Rồi phóng ra rồi. 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 Là bị vết đó không ơi. Vết da nữa rồi đó. Sao là sao? Thấy nó da rõ vàng luôn. Trời ơi cá khủng. Cá này gần 10 kg nè. Cái chài gì? Nha mày con nữa ơi. Kỳ vậy trời. Chạy dứt luôn rồi. Ôi ôi gà hai ba con luôn. Cá
banh chài luôn. Ồ, con cá nó bự kìa anh Nguyễn ơi. Anh Nguyễn, con cá nó bự dữ thằng vậy. Né né qua cho cả nhà coi con cá coi anh. Đi hết ba con. Chúc mừng. Dính con cá nãy bự ghê luôn, sức ra luôn trời. Còn trong chài được mấy con Út? Hả? Có ăn thì bắt, còn không ăn thì thả lại. Anh Nguyễn ăn thì lấy. Trời ơi. Nhưng mà nó bị vậy rồi làm sao chạy? Hư cái chạy luôn rồi. Tiêu chạy luôn. Một chài nữa đi. Qua bên cái làm lại cái cục rau mua rau nhút cái nữa đi. Con hai con bự. Đi mấy con. Đi hết mấy con. Dạ, nó toàn tát dắt chạy luôn. Mấy cà rô. Sắp ăn cá được qua bển à? Dạ. Chị là 2 dưới hồi nãy 7 hả? Mới 9 à. Thấy lỗ gắt không vậy? Nhóc. Mình bằng chài này dưới nó phần lâu quá rồi, cái dầu nó phá chài lắm. Gì đó mày, gì đó nó làm lý á. Chứ nói chứ này sao chịu nổi cái cha hả? Ôi mua được chỉ khái chỉ xịn đó. Vừa xuống cái một. Vừa cái một nó ủng cái tiền từ đây nó đi qua luôn. Từ hôm nay đi qua bên kia luôn. Nó không bựa chút nào ấy. Cái rô này tiễn luôn, con nào uống thì để lại không có. Ốm 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 hả? Để hỏi. Ủa cái rô này luôn nó có đẻ hơn Nguyễn? Đẻ chứ. Mang gì nữa? Rồi được. Lấy cái tay lưới ra mình kéo đừng để ngâm ở đây. Giờ đang cần số lượng. Phải không? Đúng rồi. Lấy tay lưới ra lông tay bổ đó à. Lấy tay đi. Còn con tay chứ mấy. Còn con tay chứ mấy. Mấy tay lần mà. Một tay à, ba tay hai tay kia hư rồi. Hư rồi, nhờ anh Hải đóng thêm hai tay khác á, người ta kêu đóng lưới y chang vậy đó, ra cái mua lưới chị lưới gần á. Về cá cha nó phân ngang cái một à. Ta cũng ngon không? Hải chỉ biết sức mạnh cá cha là gì. Giờ ra cái gì khuy vậy? Tăng cường thêm văn lưới nữa cả nhà, tại vì chuyến này mọi người ủng hộ khô nhiều quá rồi, bây giờ phải bữa nay phải làm nhiều mới được để trả hàng cho mọi người. Chày vậy. Cái này đâu phải khơi khơi nó nhảy nó nhào vô cái là tiêu đó. Thôi chặn ngay phải cũ. Nè mở này vô. Đứng đây. Từ từ đứng. Anh Nguyễn đề nghị ngày mai đi hết tóc nha. Sao không ai xây cái nào sắp cái xà lúa nữa. Xà lúa nữa nó còn xù hơn nữa phải không? À, chậm đây. Kéo điện trên nó chứ. Để thở nữa. Một dàn vô là thôi.
mình quậy trong cái đám được mình nó một cái nữa. Rồi xong rồi cho nó vô mình đó cái á. Kéo. Kéo à, động động lại bắt đầu nó vừa dồn về đây nữa mà. Dồn về đây nó đâm vô lưới đúng không? Đâm gì ở. Nó vô dưới lưới đi đông mình. Lại cho góc chàm nữa. Nãy giờ cũng mấy chài rồi đó cả nhà, nhưng mà số lượng mình chưa đủ, nó cá nó nhiều lắm nhưng mà không phải là xuống là dính như cái chài hồi nãy cả nhà thấy không, 5 con mà mình bắt được có 2 con nó tung ra, nó phá chài ghê thiệt chứ. Cá bự mà. Đó. Quả bẩn mắc cột. Ê chậm chậm. Đó thấy ông nhảy vô kìa. Nhảy vô vậy? Đó. Đâu có sao. Rồi kìa. Cái vậy? Nắm cái giàn lên nó nhảy vô đó. Thì bỏ buông viền hay gì? Rồi rồi rồi. Rồi nó như vậy sao được tôi kìa. Sao mà kỳ vậy? Cứ nhảy đó cứ chạy. Trời ơi. Sao mà nó ngộ vậy? Nó chạy vô xuống gỡ cái đó giùm quen cái. Được rồi, được rồi. Muốn vô mặt. Rồi, động lại nhảy vô mặt à, nó cứ nhảy nó dữ đó. Đi lên hả bạn ơi. Đi xe xe đi tôi nói lại qua ngay cả đằng lục bình nó luôn. Chúng nó cho dài lại đằng lục bình nó luôn đi. Hết lưới. Đó đó nói 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 đang chúng ở đây kéo ngược lại. Lấy cái cọng dây đỏ lại coi ông ơi. Chính cái ấy kìa, cái bơ kìa, đợi đợi đợi. Ơi bà. Dùng lấy, dùng lấy, dùng lấy, dùng lấy. Quên nữa, đưa bạn cộng dây ông ta. Hả? Quên nữa, đưa ông cộng dây không? Gì vậy? Cột này nè. Thổi. Đây có dây rồi. Cái đồ dũng có một cái nè. Chị sao? Đây nè. Cột lắm quá, cái làm đây sao sát bờ nguyện. Rồi đó, đăng rồi cả đó đi. Bao lâu lại đi, lục ảnh cọp trong lục bình mà, thì kéo lục bình ra. Được vậy được rồi. Cá nó cũng sát gốc. Không có, nó chạy sát đầu sát gốc như vậy. Rồi cọp cho ống nước, hỏi lo ống nước mình đi luôn nha. Rồi, hai bộ môn nãy nhỏ chơi. Trời ơi. Thank you.
sâu sâu trong nhốt. Rồi mày cấm nó chứ còn nữa. Nhìn nhìn nè. Trời ơi, chắc qua luôn thì bà ơi. Nhào lên lục bình trên luôn trời. Chạy trên trên lục bình luôn bạn. Đâu làm được. Bởi vậy đâu có làm gì được đâu, nằm trên lục bình luôn mà. Khôn ghê chạy. Đâu vậy? Hả? Lấy xe gùa không? Trời ơi, cá lóc bay. Kéo như cá lóc bay luôn. Nó chạy khơi trên lục bình luôn. Cây xài gì nó không có bông gì trơn trời. Con ghê chạy chạy trên lục bình luôn, không có xuống dưới mình trên luôn, ba trên. Qua đó dính lưới chứ đâu. Chạy đường nào chạy cho hết. Chiếc này bị bài binh bố trận rồi. Thoát khỏi bên đây thì chạy qua bên kia đâm lưới. Từ nha, nó khủng á. Khủng, phải có cái giọt ha, nãy phải có xe nào. Xe chạy đây không? Xe chạy đây, lưới lắm nữa rồi. Phải dính luôn. Con cá khủng rồi kìa. Mẹ cái đầu đó để nó vui đó. Kéo lên liền. Ồ. Mẹ con. Lên, 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 lên. Cá lóc hả? Cá lóc luôn rồi. Ờ, cá lóc. Cá lóc mạng vòng á. Cái gô gì thấy sợ, nó chạy nào cũng 3, 4, 5, 6 con cá luôn. Rồi, đi lấy đồ, cái gì cũng ép, nó bự không á. Cái tép nuôi 4 năm dài rồi phải lớn. Trời ơi, cá rô. Quá trời cá rô rồi. Vậy, cái sa bô năm nay trái bộn rồi. Năm đầu tiên chắc chưa? Hai cái trái này. Cái này còn con nước không biết nó mềm không biết chứ khô khô gì bạn. Con sạch 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 sạch. Ê rồi. Em sẽ nấu món bún cá rô. Được hai con cá trê nữa. Con cá trê này ba, những cá trê bự dưới nữa. À được con cá dưa hồng kìa, để lại nha. Cá dưa hồng này bỏ lại. Cá rô nhóc kìa. Rồi quá nhiều. Quá. Con để vô là cái gỗ ra ngoài chứ nha. Ở ngoài em để đập.
vàng ha. Bắt cá dài như cá dài, như cá vô cá lóc được cá tẩm. Kiểu là cá cá tre với cá đuông mày. Ta đem cá vô hàng rồi vô tôm nhìn đôi nhìn đắp mừng dữ lắm. Gì? Chạy đi 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 mé nó chạy đụng đồ gói bực bực á. Giữa mé luôn chứ không bung giữa mé đâu. Dạ xác mé không biết rồi nó nói đụng mà đi vô mà dính cái chài cho nên nó đi khôn. Giữa mé. Giữa bung ra ngoài. Cái rô đó mới ngon đó mẹ. Con nào cũng ngon. Ba em nữa, bốn em nữa kìa. Giờ mình vô mình thăm tay lưới. Rồi giờ mình gom rồi vô luôn. Chạy lại đi, tôi xách hàng cái. Mới vô dính rồi nè, không dính gì trời. Quay xuống quay vô đó nha sao rồi. Ba, nghe chăn chỗ này có một bầy lùng rồng. Chăn chỗ cống nước nãy thấy nổi lên đó. Dính đây con nữa nè. Gì vậy ông Sáu? Dữ lắm dính nè. Cái cục con hay gì vậy? Động mà, động dính dính mà. Ba qua ba phân lưới vô được rồi đó. Thôi, cây tôi đủ chẳng được. Bên đó mấy con Nguyễn? Thầy biết đâu. Chú trước để họ gạch xích bụi môn kìa. Cái vậy? Để gạch xích bụi môn kìa. Thầy quay con hay gì nè. Hãy
cá đâu bữa nay. Bữa nay quá trời bị tấn công rồi. Gỡ luôn không? Gỡ thì sao mình hốt này được. Đi buông ra luôn à. Buông đi. Lỡ đi bờ đi Nguyễn. Gì bắn ông Nguyễn bắn ngoài trời. Hỏi gì không trả lời. Bật rớt cho nó gì. Dính cái nồi hả? Ờ. Nó quặn nó lộn lộn mấy quận là. Đó đó, kìa ra cái mình kìa. Lưới là cá nhỏ thôi. Quăng lên đi ba, quăng lên được không? Trời ơi, dắt luôn à. Rồi. Chỉ lòng bắt đây, bắt con rồi. Dắt luôn chạy. Rồi, nó kẹt, nó đắng rồi. Lại đắng đi, Nguyễn, lại đắng luôn. Dưới này nọc đắng rồi, cặp chéo rồi. Mấy thằng con một ta. Xuống Nguyễn lại đắng dính con nữa nè. Dính cá 60 kg. Rồi đâu hết rồi? Rồi ra luôn rồi. Chứ không ngồi trời ơi. Thôi bữa nay số nhiêu nhiêu đi làm được nhiêu đi bữa khác nãy nữa. Bữa nay muốn bắt dễ hơn mình rút nước cạn ăn chút được không ba? Bữa nay mình biết nó vậy, bữa sau mình rút cạn nước một chút đi cả nhà. Trời nước kia cạn. Rồi. Nước cạn xuống lấy lưới kia đánh cái chắc ăn. Ờ à, lấy lưới 25 mét mình phải không? Ừ. Đánh cho một bạn tháng. À. Ở trời luôn rồi ta. Mình lấy con lận. Lên cái nó lên chảy xuống cá. Tiếp tục là cảnh cái sàn phơi khô của mình nha cả nhà. Thì mấy bữa nay vì cái công việc này nè cho nên là gia đình mình là rất là bận rộn luôn, còn thêm đổ vớn nữa. Đây. Ủa ba, mấy con cá của mình là được nhiêu khô đấy hả? Thấy đều được mớ rồi. Khô này được rồi nè. Vì là vừa khô dữ lắm luôn nè. Để út qua ông quên luôn. Nó cứng quá là không ngon đó, thấy không? Dẻo dẻo chứ không? Ừ, dẻo dẻo vừa ngon nè. Cứng quá cái này giòn. Cái này là khô cá tra nha cả nhà. Vừa dữ lắm, vừa đó hút cái mới đó vô được rồi đó. Này mình đảo bằng cá chặt cho nó đều lại. Chào Việt Nam. Bữa nay Việt Nam phơi khô phụ luôn cả nhà ơi, quá trời rồi. Từ quên lớp giờ qua đây phơi khô phụ cháu. Việt Nam đang phơi khô cá lóc. Còn bên đây thì ông Sáu đang trở về khô cá chập. Đảo gì cái này ăn hết nó. Chạch này con này là con cá này nó cũng không lớn mà nó cũng không nhỏ, lâu lâu nó có lộn như vậy con lớn lớn. Mình lấy hàng nó cũng tùy đợt, cái nhà có đợt thì cá nó ngon lắm, có đợt cái cá nó nhỏ. Cá này để dành tới Tết được. Thì con đang kiếm nguồn đó gom rồi tới Tết nè. Mà cái này cá chạch nó bị ít lại rồi.
Dương Nam cũng dặn mấy ký đem về nè, cá tươi hay Nam. Em về cho cô Nam thôi. Quá khô rồi đó nha. Khô ơi là khô. Đi đâu cũng thấy khô. Thấy gì chưa Úc? Phơi khô. Khô mà khói lửa lum cho chạy sao phơi được. Phơi nó khô rồi chuẩn bị than chứ gì. Mình trước khi mình sản xuất mình cho khô đi ra gửi cho cô chú anh chị á là sẽ thử ra ngon hay không. Ngày qua nắng không đủ. Cũng mừng là được bà mấy cái khô cá tra đó được bà con ủng hộ rất là nhiệt tình luôn. Đặc thù của khô bên đây là hàng ngàn, ví dụ như khô cá chạch này cả nhà, là hàng phơi nó rất là khô luôn, chứ nó không có phải là gọi là một nắng hay hai nắng, không có định nghĩa một nắng hay hai nắng gì hết á. Mình phơi nó khô thôi à, phơi chừng nào nó khô thôi cả nhà. Như cái này là nó chưa được nha cả nhà, nhìn thấy con cá nó còn căng lên thì là chưa được. Khuya tôi chạy hết tử quá, út căng nè, bắt đầu út căng nè. 5 kg cá bữa khoảng 36-37 kg cá cá thịt đó cả nhà, thì còn lại khoảng 5-6 kg khô đó thì... Rồi bây giờ mình đợi than nha, mình nuôi thử khô nha, cho Dương Năm thử. Dương Sáu thử luôn không? Chào Dương Sáu nha, lâu quá không gặp Dương Sáu. Cả nhà có ai hỏi Dương Sáu là Dương Sáu nè cả nhà. Đó. Đây là cá lóc đồng nha cả nhà. Ở dưới đây cái sạn dưới đây là đang phơi cá nhỏ, cá vừa vừa. Trên đây thì sai cá bự hơn chút. Bữa nay thì sạn khô của mình chỉ có cá lóc, cá chạch với lại cá tra thì mới lấy vô, còn cá sặc là phơi dĩ trong kia rồi cả nhà, không đủ chỗ. Út nói gì? Út năm trả tiền gì? Út nói gì? Nói lại coi. Nướng hết hai xì khô này ông năm sáu trong năm trả tiền. Trời ơi, nướng xong rồi vì cho ông kêu nướng thì nướng hết ông trả tiền chứ ai trả tiền. Còn khô đâu giao cho khách. Để trên đi. Út chưa cào than kìa. À, chú Út với Dựng Năm với ông Sáu à, thử khô trước. Còn anh Nguyễn thì chắc anh không thử được đâu cả nhà. Anh Giang thì đi đổ vớn à. Anh Nguyễn anh làm phụ thôi. Anh lấy cá rô, bữa anh lấy cá rô. Với lại mấy cá này anh lấy cái đầu. Rồi. Đây. Miếng nào cũng được hay sao ta? Trời ơi, chứ có vụ miếng nào không được nữa. Có, bây giờ lấy cái đuôi rồi tới cái gần cái đuôi. Gần cái đuôi tới gần cái khứa giữa. Mệt lắm rồi. Tới cái khứa giữa sát cái đầu đây lại nguyên mới... con nè, vừa là nguyên con rồi đấy, thành phẩm nguyên con rồi. Dạ có đi đổ vớ mà Dương Năm. Sao rồi nè, cái này mới để sao muốn được chưa chưa sâu rồi nè. Có miếng đó thôi trời. Ghê. Trời ơi, khét rồi. Đâu khét? Tiêu rồi. Vậy nó mới ngon, thơm. Khô này là bà Sáu ướp ha cả nhà. Bà Sáu có một cái tuyệt chiêu nước ướp của cá tra này. Nó là một cái loại nước sốt. Cá tra này là ướp khác biệt hết so với cái mấy khô khác hết. Lụm cho ra đây, lụm cho ra đây. Đó, chưa, bề nở mới lụm. Quá thơm. Mình nướng nó sẽ thơm hơn chiên nha cả nhà. Và nếu mình có điều kiện mình nướng thì mình nướng nó thơm hơn.
nổi luôn. Cái này, cái này. Dương Nam, Dương Nam cảm thấy như thế nào mấy cô này thấy ngon, sao? Phải ngon thôi. Phải ngon thôi. Dài lon không? Dài lon không? Thôi vậy. Mới sáng à. Thôi sáng. Giờ này mới 9-10 giờ sáng. Thôi cô này hôm qua mình đã phơi một ít rồi, bữa nay mình không lại. Cảm ơn đời đó. Thử trước đây mà. Ủa? Đang thơm mà ba con đi đâu mất tiêu rồi? Biết lấy xe vô rồi. Chén đũa hay gì không biết. Chén đũa gì nữa trời. Nó độ vậy chứ. Con nào phải ngon rồi. Mở chảy luôn nè. Ủa cái đó cái bàn luôn hả vậy Dương Nam? Bàn luôn. Nóng á. Nóng lắm. Nguồn lắm. Nguồn lắm. Hồi phỏng là làng thảy cái giờ đổ cái trời. Kêu ba con coi Dương Nam. Lại kìa. Trời cái miếng này nó ngon cỡ nào đó. Quá ngon rồi. Vàng hết. Miếng này cho 5 giây nữa đi. Đừng cái quá nó giòn vậy đó. Nắng là anh chín hết 60 trăm rồi. Không. Xin mời cả nhà thưởng thức khô cá tra nướng. Dớt. Tại lò luôn nè. Nóng. Mời cả nhà nha. Khô cá tra. Mềm không? Mềm mập. Vừa ăn. Mình nướng nó sẽ mềm hơn chiên nè. Mà cái ăn khô. Trời ơi. Cá tra này là cá tra dưới ao của con đó Dương Nam. Giấc sáng này chứ phải giấc chiều dễ gì thiếu nước mắt quê hương. Sáng mình còn lao động. Quá im. Vậy là gửi cho cô chú anh chị được chưa ba? Chắc cô bảo đảm luôn. Có người gửi đi để cái con người lớn. Chính xác luôn. Chứ nó khô quá nó giòn dở nha. Nướng ăn ngon như thấy ngon chi. Nướng nó thơm hơn, mềm hơn. Thêm dầu mỡ. Nhìn những năm để nhìn cái hố trên mà nó cười quá. Không mà cho con miếng ăn thử. Ngay thử miếng thì biết. Được rồi, được em. Xin mời cả nhà nha. Cái này là cái đuôi, cái khúc đuôi. Mẹ góp đỉnh thiệt. Góp gì? Không. Này thật không. Ướp này vừa ăn ha. Chính xác. Này ăn không mặn không ta? Mặn. Bẻ cái gì nó đừng. Mà bố không, cái này không nên ăn buổi sáng không ơi. Ăn buổi chiều. Ăn buổi chiều mới đúng á. Nó thiếu nước mắt quê hương. Cái này xòi mà bào vậy ha. Xòi đâu gặp vô. Có bông gì đẹp. Khô này với xòi là ăn với xòi á. Xòi bằm á. Đúng. Trộn luôn. Xòi bằm vô gặp vô. Vừa nhớ rượu rồi chết. Còn đi lao động. Đây chiều còn làm, chiều. Chiều mình lấy ra mình chiến. Nhóc nè. À bây giờ là cái này là đem vô là đóng gói đi luôn. Đúng, đúng. Cô chú anh chị là đang đặt luôn thôi. Số lượng chưa đủ nữa, chắc là vài bữa nữa mình sẽ tháo nước bớt ra. Rồi mình lấy tay lưới mình đánh đó ba. Số lượng nó mới nhiều. Lấy tay lưới thừa của mình á. Phải dọn lục bình. Cái này nó khôn rồi, lưới với chài là nó né được hết trơn rồi. Dọn lục bình lên bớt mới được. Trốn trong lục bình đó. Một lần nữa mình ngắm nhìn lại thành quả của mình cả nhà. Này miếng này ngon. Miếng này đúng ngon luôn. Đặc biệt là ở đây là mình làm mình chỉ lấy thịt phi lê thôi, phần lườn phần mỡ gì là mình không có lấy. Bỏ luôn. Mấy cái đó phơi nó không có được khô. Mỡ phơi đâu không? Tôi mỡ hoài luôn. Nướng nó thơm. Làm giảm cái chốt luôn, nhặn nó giòn. Cái này chưa thành bạn Nguyễn được chứ. Trời thì đây có sẵn. Thằng nào nhóc đó. Chiều anh Nguyễn xuống mà. Hứa chiều. Hứa chiều đây xuống à. Bữa anh gom cá rô, anh lấy mấy cá rô bự bự đó, anh gom mấy cá rô rồi, anh không có chị sáng anh Nguyễn dễ gì anh rảnh cho nhà anh Phượng, anh rảnh là buổi trưa buổi chiều thôi. Chiều nay không rảnh nữa cho 1 ký à. Cái con rạp đi vườn mít cho lên. Dạ. Dạ làm ba mít. Dạ. Xin cảm ơn cả nhà, cô chú anh chị
đã ủng hộ khô của Phun Lúa Đồng Tháp thật là nhiệt tình và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ nữa. Chúc cả nhà có một buổi sáng vui vẻ, một ngày mới tràn đầy năng lượng. Hẹn cả nhà clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Chào cả nhà. Nhìn. Đó, biết tính.